Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay lại có một số những cái giỏ lan rất là đẹp để gửi tới các bác yêu lan này. Đầu tiên em đưa các bác đi ngắm một số những cái giỏ lan có tại vườn nhà em nhé. Có những cái giỏ giá rất là vừa phải chăng, và có một số giỏ là giá cao cũng có các bác nhé. Đây lan bờ rào này các bác ơi. Đấy lan bờ rào này. Trụ tác phẩm này. Đấy, rất nhiều lan bờ rào nha các bác nhá. Trước tiên mời các bác đến một giỏ hạc vĩ này. Hạc vĩ Lai Châu nhá. Đây. Hạc vĩ Lai Châu. Giỏ hạc vĩ này thì cho hoa vào tháng 3, tháng 4 các bác. Mã số 1 hạc vĩ Lai Châu. Này là 220.000 đồng. Mã số 1. Số 2 này. Số 2 là một giỏ kiều vuông các bác nhá. Kiều vuông rừng. Đây, mầm gốc đang lên. Bộ độ thuần của nó thì rất là ok rồi các bác nhá. Đây các bác xem bộ rễ của nó nhá. Mã số 2 kiều vuông là 250.000 đồng. Một giỏ kiều vuông như này các bác nhá. Đây. Kiều vuông rừng nó như thế này nhá. Số 3 nhá, em lên một số tác phẩm. Đây là một giò đùi gà siêu khủng nhá. Một giò đùi gà tròn siêu khủng như này nhá. Trụ này cao 90. Đường kính rộng 18 cm. Trồng 4 chung quanh như này các bác. 4 chung quanh luôn. Giò này đến mấy trăm thân các bác, vừa ngắn vừa dài. Đây các bác nhá. 4 chung quanh um tùm này luôn. Đấy, em đã quay được 4 chung quanh nhá. Trụ này bác nào yêu thì 3 triệu đồng nhá. Tiếp theo một khúc tam bảo sắc nguyên bản. Đây nguyên bản này, lá ngắn này. Lá ngắn tũn luôn. Đấy. Lá mà ngắn. Giò này bác nào lấy thì là 180.000 đồng các bác nhá. Nguyên bản. Hàng lá xếp như này nhá. Lá xếp ngắn này luôn. Trông như là quế luôn các bác. Đấy. Cho mã số 3 các bác nhá. Mã số 3 tam bảo sắc là 180.000 đồng. Số 4 là một giỏ kiều vuông hàng rừng nhá. Đấy, bộ rễ của nó này. Đẹp chưa? Mã số 4 kiều vuông rừng. Giỏ này bác nào yêu thì 280.000 đồng kiều vuông rừng nhá. Tiếp theo một giỏ kiều vàng. Kiều vàng nhá. Bộ rễ của nó. Bộ rễ rất là ok rồi các bác nhá. 300.000 đồng cho mã số 5 kiều vàng các bác nhá. Mã số 5 kiều vàng 300. Số 6 là một giò chồn siêu khủng. Đây là cây mẹ con nhá các bác nhá. Xem độ xếp rụt của nó này. Đấy. Rụt rịt vào luôn các bác. Cây nào cũng thế nhá. Có 8 cây xếp rụt như nhau nhá các bác nhá. 8 cây xếp rụt. Như vậy. Đấy, rụt dịp vào. Giò này tất cả là có 10 cây nhá. 11 cây nhá. 11 cây thì có 8 cây xếp rụt như thế này. Đấy, có 8 cây. 8 cây rụt dịp như thế này. Giò này bác nào yêu thì là 1 triệu 500 nghìn đồng. 1 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Tiếp theo mời bác đến một giò hạc vĩ siêu khủng này nhá. Mã số 9 hạc vĩ nguyên bản. Cái này là nguyên bản nhưng mà nó đã mục rồi. Đây. Nguyên bản dừng về là mục rồi. Giò này là 1 triệu 200 nghìn đồng các bác. Cho mã số 9 nhá. Số 10 này. Là một giò hạc vĩ như thế này. Số 10 hạc vĩ. 220.000 đồng cho mã số 10 nhá. Số 11 là một giỏ chồn Lai Châu. Có đôi 4 6 cây. Chồn Lai Châu. Đây quả của nó đây, các bạn, quả năm vừa rồi đây. Số 10 chồn Lai Châu. 250.000 đồng cho mã số 10. Số 11 này cũng là một giỏ chồn Lai Châu nữa này. Đôi 4 6 8 9 cây à? 10 cây. 10 cây tất cả nhé các bác nhá.
Mã số 11. Rồi lấy 350.000 đồng các bác nhé. 350. Cho mã số 11. Chồn Lai Châu. 12 này. 12 là một giỏ kiều vuông tiếp nhá. Độ thuần của nó thì rất là ok rồi. Mã số 12 kiều vuông 280.000 đồng. À quên, kiều vàng, xin lỗi các bác. 280.000 đồng cho mã số 12 kiều vàng nhá. 13 này, một trụ tam bảo sắc này. Như này các bác nhá. Mã số 13 trụ tam bảo sắc này. Đẹp như này nhá. 450.000 đồng. Trụ này thì nhà em đang bán với giá là lỗ nhá. Do vậy các bác vui lòng là 60.000 tiền ship trụ này nhá. Cho mã số 13. 14 này. Một trụ tam bảo sắc nữa này. Tròn vo luôn. Như này các bác nhá. Tròn vo. Ghép ba mặt nhá các bác nhá. Nghĩa là tán nó tròn đấy, không phải là ghép tròn đấy các bác nhá. Nếu bác mà không hiểu lầm thì nó tròn vo bốn chung quanh thì cơ mà. Cái này ghép ba mặt. Tán nó tròn. Đấy. 450.000 đồng cho mã số 14. Dáng hương tam bảo sắc. 15 là một giỏ sóc Lào này, đôi 4 6 7 cây. Dòng sóc Lào thì đã thuần nhá, bộ rễ đã bám đây rồi. 150.000 đồng. Mã số 15. 16 nhá, là một giỏ kiều siêu tím nha các bác nhá. Kiều siêu tím này. Các bác nhìn cái cuống nó tím chưa? Đấy. Lại mai lụ nó sẽ tím như thế nhá. Đang thấy đen hết đầu rồi. Mã số 16 nhá. Kiều siêu tím này đang có 1 2 3 4 5 6 lụ. Đang có 6 lụ nhá. Rồi này bác nào lấy thì là 450.000 đồng các bác nhá. 450.000 đồng cho mã số 16 kiều siêu tím nhá. Các bác nào chưa có giống thì sưu tầm thôi, vì cái dòng này thì thực sự mọi người là giá của nó đắt. Nhà em mua đắt thì nó sẽ cũng phải bán đắt theo thôi. Mã số 16 là 450 nhá. Kiều siêu tím. Mã số 17 này. Một giò kiều siêu tím đấy nhá. Đấy. Cuống tím ngắt này. Mã số 17 kiều siêu tím. Giò này bác nào yêu thì 500.000 đồng bác ơi. Mã số 17 500. Lụ tím ngắt này. Đấy. Các bác mua về làm giống thôi và chơi hoa thôi. Vì nó giá thành nó đắt. Giò này có đôi 4 5. Hình như có 5 lụ. 500.000 đồng các bác nhá. Cho mã số 17 kiều siêu tím. Mã số 18 này, một giò kiều siêu tím đấy nhá. Giò này cũng đang lụ chi chít bên trong này. Đấy. Như này các bác nhá. Nó nhỏ đấy các bác nhá. To thì không có giá đi đâu. Mã số 18 kiều siêu tím 500.000 đồng. Mã số 18 kiều siêu tím 500. Hoa tím ngắt luôn. Mã số 18 500. 19 nha. Cáo già Lai Châu các bác nhá. Đấy. Đẹp chưa? Cái lá nó rất là chất luôn. Cái này thì được trồng từ bé ở nhà các bạn. Mã số 19. Đây quả nó năm vừa rồi đây. Hoa quả bây giờ thành quả rồi. Rất là chất luôn, 450.000 đồng cho mã số 19. 20 là một trụ tam bảo sắc rất là đẹp như này. Mã số 20. Trụ tam bảo sắc như này các bác nhá. Trụ này cũng 450.000 đồng cho mã số 20. Nó thành trụ tác phẩm rồi. Mã số 20. 450.000. Đấy như này nhá. Để em tách tách ra nhá. Đấy. 21 là một giò hai đuôi công. Đấy mặt hoa thì rất là đẹp. Giò nhỏ đấy các nhá. Dòng hài thì hoa rất là chất luôn. Mã số 21 hài đuôi công 150.000 đồng. 22 vẫn là giò hài đuôi công. Đấy. Giò này đang lở được một bông, hai bông rồi. Còn đôi 4 5 5 nụ nữa nhá. Giò này là 450.000 đồng. Wow, rất là đẹp luôn.
450.000 đồng. Hoa của nó thì rất rất là bền. Hoa nó có thể chơi tầm 2 tháng rưỡi các bạn. 450.000 ạ. Tiếp theo một giỏ đùi gà tròn Lai Châu. Mầm gốc tua tủa luôn. Những cái thân này là những thân cho hoa bình thường các bác nhé. Những cái thân già này cho hoa bình thường. Thân nào nó già quá, nó ra hết mắt ngủ rồi thì nó mới gọi là hết hoa thôi. Còn giỏ này thì vụ hoa này vẫn được trông chờ những thân già này để nó ra hoa. Thân non thì lác đác có thân là có hoa thôi. Giỏ này là 350.000 đồng ạ. 350.000 đồng. Vâng, giỏ lan này kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn theo dõi video.